Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình iOS tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Ở video lần trước, mình đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng PixelView là một cái demo hiển thị ra những cái tấm hình. Và chúng ta có hai cột ha. Những tấm hình này thì nó có kèm theo đó là label. Được chưa? Thì để nó hiển thị được label, đầu tiên các bạn cần phải có một cái view. Sau đó từ cái view này các bạn sẽ chứa tấm hình và chứa label vào nhờ câu lệnh là view.addSubView. Được chưa? Và sau đó các bạn chỉ cần trả về là cái đối tượng view của chúng ta thôi. Rồi, thì ở video trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn hiển thị dữ liệu được như thế này. Rồi, thì video lần này mình muốn là khi mà người dùng chọn một cái tấm hình nào đó ở bên cột này hoặc là bên cột này thì nó sẽ hiện tấm hình ở phía dưới này khi người dùng thay đổi ha. Rồi, thì để người dùng chọn được tấm hình, chúng ta cần phải gọi sự kiện là thisSelectRow. Rồi, lúc này mình sẽ nói lbl tên.test sẽ bằng array tên tại vị trí ha component. Được chưa? Và tại vị trí row hiển thị ra ha. Tương tự vậy, tấm hình cũng là img hình chấm image bằng array hình tại vị trí component và tại vị trí row. Đó, chạy lên ha. Rồi, thì khi mình kéo một cái thì các bạn sẽ thấy là nó ghi là hình số 4 và tấm hình hiện ra. Tương tự, ví dụ như mình kéo bên này, đó thì nó sẽ lập tức thay đổi và nó thay đổi tên trên này. Được chưa các bạn? Đó. Bây giờ khi mà ứng dụng vừa chạy lên lần đầu tiên thì tự nhiên ở đây không có hiển thị cái gì hết. Thì mình muốn là vừa chạy lên đầu tiên nó sẽ hiển thị ra một trong hai. Thì các bạn lưu ý là khi vừa chạy lên nó luôn luôn chọn cái dòng đầu tiên. Ha, chọn cái dòng đầu tiên trong từng cái component thì các bạn có thể quy định ha. Thí dụ như các bạn muốn là nó sẽ hiện tấm hình số 4 này chẳng hạn, hoặc là tấm hình số 9 bên này, thì các bạn phải cho PixelView nó chọn trước đã. Thì để PixelView chọn thì mình sẽ phải gọi cái hàm tên là PixelHình.SelectRow ha. Thì nó sẽ cho chúng ta truyền vào số dòng. Thì cái hình, thí dụ như mình muốn là khi mà vừa chạy vô thì PixelView luôn chọn hình số 9 chẳng hạn. Và thì lúc này hình số 9 nó đang là nằm ở vị trí 012, thì nó nằm ở vị trí là row 2 và nó đang nằm ở component 01. Được chưa? Đó. Và animated là true. Được chưa? Tương tự như vậy, mình muốn là cái component số 0 nó sẽ chọn một cái thằng nào đó thì các bạn chỉ cần sửa lại component là 0 và nó chọn ví dụ như là hình số 5 chẳng hạn, thì là 0 1 2 3 4. Được chưa? Vị trí số 4. Rồi, chạy lên thử. Đó, thì các bạn thấy là luôn luôn vừa chạy lên nó hiện là hình số 9 và bên đây là hình số 5 ha. Do là ở đây nó bị che xíu. Và mình muốn là khi vừa chạy lên thì đây nó hiện ra chữ là hình số 5 và cái hình ở đây cũng là hình tại vị trí số 5 luôn. Thì mình sẽ nói là do là mình viết code ha, mình quy định nó luôn thì các bạn đã biết là vị trí của nó rồi. Thì mình sẽ nói là lbl tên.test vừa chạy lên sẽ bằng là array tên tại vị trí 0 và tại vị trí 4. Tương tự, img hình chấm image cũng sẽ bằng array hình tại vị trí 0 và tại vị trí 4. Đó. Thì do là chúng ta quy định ha, nên chúng ta không có cần phải sợ là suy nghĩ đây là xét số cứng hay sao hết. Được chưa? Đó, thì lúc này vừa chạy lên luôn luôn chọn hình số 5 và tấm hình hiện ra đây. Rồi sau đó các bạn chọn gì đó thì bắt đầu nó sẽ thay đổi. Đó, được chưa? Mình vừa hướng dẫn cho các bạn sử dụng PixelView là một cái demo
giống như một cái thư viện ảnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.